Bắc Hà sù trắng, hai cặp sắp lấy giống, con của Queen này kết hợp với Lau này và Queen. Đây là Queen và con của Queen, và con đực là con Lau. Đây con đực. Đực thì đợt này con đực Lau đợt này thì đang thay lông, mới rụng lông. Lông nhìn nó ngắn hơn là bình thường. Queen đây, Queen thì khung rất là to. Queen thì con cái khung rất là to, nó to bằng con Lau luôn. Hai mẹ con Queen thì lên giống cùng một đợt. Ra gọi là quan tâm đến con đực rồi đấy. Còn chưa đến ngày chưa đến ngày thả giống đâu. Đó. Mọi người mà thích con Bắc Hà sù trắng này thì liên hệ với trại qua Zalo điện thoại nhé. Zalo điện thoại có trên kênh. Bắc Hà sù trắng này là cái giống chó, một cái giống chó ta mà rất là đáng để mà nuôi gia đình, tuyệt vời luôn, rất thích hợp để mà nuôi gia đình. Một giống chó ta rất đẹp, đẹp ở sạch, to con mà lại dễ nuôi. Vệ sinh. Đợt này thì trên các giống chó thì đều thấy xuất hiện có xuất hiện ve. Mọi người ai mà nuôi chó thì để ý nhá, để ý con chó nhá, kiểm tra con chó của mình xem nó có ve không. Nó có ve thì nhỏ thuốc cho nó. Đợt này là cái đợt nó, cái thời tiết đợt này là ve nó bò ra để mà nó đẻ, cho nên là rất nhiều ve con. Đây là Queen này, rất xinh gái. Đây là Lau. Lau và con của Queen. Lau có vẻ bám bám con gái của Queen. Đấy. Sân này thì chơi thì cứ gọi là thoải mái luôn rồi. Quá rộng rãi để mà chơi với nhau. Đấy, hai mẹ con đấy. Con bây giờ là to như mẹ rồi. Đấy. Lau ở đây đang thì vẫn còn đang thì đánh dấu lãnh thổ. Queen. Queen là con Bắc Hà trắng đầu tiên mà mình bắt ở trên bản về đấy. Giữ lại bây giờ là đang có đời con của nó rồi. Và đời cháu của nó, đang có cả đời cháu của Queen luôn. Queen thì rất to con. Queen to ngang với con đực luôn. Như con đực Lau này là một cái con đực mà bắt nó về muộn nên là nó vẫn hơi nhỏ con so với lại một con đực. Con đực Lau này nó chỉ khoảng khoảng tầm cân của con Queen thôi, gần bằng cân con Queen. Con đực này chắc nó khoảng tầm 2-3 cân thôi. Như hiện tại bây giờ người nó còn chưa nở. Vờn nhau á? Làm gì đã đến ngày đâu mà vờn nhau nhỉ? À, làm quen với nhau tí thôi. Thế là chứng tỏ là cả mẹ
Queen và con gái đều đều đã bắt đầu có mùi. Con đực nó bắt đầu nó cũng có một cái độ quan tâm. Bắt đầu có độ quan tâm. Thì sẽ chuyển chỗ ở để cho ba con nó sẽ ở với nhau trong cùng một ô chuồng luôn. Ấy như cho ta là mình cứ nuôi theo kiểu như thế, đến đợt lên giống là thả chúng nó ở chung. Để cho chúng nó tự chúng nó lấy giống. Queen thì quan tâm được. Những con cái mà nó đã đẻ tầm 2 lứa rồi là nó sẽ chủ động nó quan tâm hơn được. Những con cái non thì nó ít quan tâm hơn được. Queen là rất là xinh gái. Năm con chó trắng, 10 con chó trắng mà thả thì gọi là phê luôn. Để hôm nào mình sẽ thả cả một dàn chục con chó trắng ra chạy cùng cái sân này. Coi như là vườn thì coi như là bây giờ là cũng đã đạt được cái độ tương đối đây. Cỏ trồng được đến cuối vườn rồi. Đây, mọi người nhìn đó, chạy thoải mái. Còn cái chỗ rác này dọn để cho nó khô là dọn nó đi, là chỗ này đặt nốt cỏ là vườn là ok. Là coi như là hoàn thành. Còn tí này thôi. Để cho nó khô là dọn nốt là đặt cỏ là ok. Đây là đặt hôm nay nó lên xanh rồi đây. Đấy. Cái công cuộc tạo dựng cái vườn để cho nó sạch sẽ, cho chó nó chạy nhảy là tính ra là mất 1 năm chưa thì nó mới có cái vườn nó ok như thế này. Đây. Đó. Lau và con của Queen. Con của Queen thì nhỏ hơn Queen một chút, vẫn chưa to hết. Nên là nhìn nó nhỏ hơn con Lau một chút. Đấy. Lau là quan tâm cả hai mẹ con đấy. Cái đợt này thì đang có một cái đàn chó con của con Lau này. Với cái con cái cùng đàn với lại con cái con này. Đấy, đợt này là đang có chó con. Thì đợt này đang có mấy con cái, mình sẽ giữ lại một con cái ở trong mấy con cái này. Để mà cho nó quay lại nó khi nó lớn lên thì cho nó quay lại nó ghép đôi với lại con cưng. Là coi như là nó sẽ quay lại nó ghép đôi với con ông ngoại. Đấy. Đây là Queen này. Đây là một con bông này. Ok, ổn định. Đây là Lau. Queen. Ba đứa ra chơi với nhau đây. Tụ hết vào đây hả? Rồi. Cho nó tụ hết vào chỗ chủ. Thấy chủ ngồi ở đây là nó tụ ra đây. Chắc khoảng tầm 4-5 ngày nữa là sẽ đến cái đợt lấy giống của chúng nó.
Hai con này là nó coi như là hai mẹ con lên giống cùng một đợt. Queen và con gái bông. Con bông này thì nó rụng lông xong rồi, nó chưa mọc, chưa mọc lại đủ lông. Nên là nhìn cái đuôi của nó nhìn trông nó thiếu lông kìa. Chứ nó mọc lại đủ là nó giống như con mẹ nó đấy. Lông của nó rất là dày. Cũng ra quan tâm đực. Cũng ra quan tâm con đực đấy. Đực cũng quan tâm. Quan tâm cả mẹ cả con. Lau. Khoảng tầm 3 tháng nữa thì sẽ quay lại chúng nó, thì lúc đấy là cái bộ lông của chúng nó sẽ đẹp nhất vào mùa thu và mùa đông. Cái tầm này là mới là rụng lông hết thôi chứ chưa mọc lại. Có mỗi con Queen là tương đối là đủ lông thôi. Còn cả con lau, cả con đực lau là lông cũng rụng mà chưa mọc lại đủ. Và cả mấy con của con Queen lông cũng rụng chưa mọc lại đủ. Đấy, mọi người mà quan tâm chó Bắc Hà con thì mọi người chờ cái cặp này nhá. Quan tâm Bắc Hà con thì chờ cặp này. Và nhắc lại mọi người là đợt này mà ai mà các bạn ai mà nuôi chó thì nhớ sờ người con chó kiểm tra xem nó có ve không nhá. Nếu nó có ve thì phải nhỏ thuốc tắm rửa cho nó. Vì là mình để ý là đợt này là rất là nhiều ve con. Có vẻ như là Queen lên giống trước hay sao ấy. Vì Queen quấn con đực hơn. Con mẹ là quấn đực hơn. Mấy cái cây anh mới trồng đấy, không cần phải tưới hộ anh đâu. Chưa mất không tưới là nó lại sót. Ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Cái đàn chó con sủ trắng này thì vài hôm nữa mình sẽ quay lại video của chúng nó. Khoảng 10 ngày nữa là con mấy con sủ trắng con là có thể bắt được rồi. Ai mà thích nuôi đực thì đợt này có mấy con đực để chọn nhá. Ai thích nuôi đực thì liên hệ với trại qua Zalo điện thoại. Zalo điện thoại thì xem ở trên kênh. Không có đọc ở trong video nữa vì là nó giảm cái tương tác của cái video. Nhiều người thì cứ hỏi là bán chó con giá bao nhiêu. Nhiều người cứ hỏi là bán chó con giá bao nhiêu thì mọi người phải liên hệ qua điện thoại Zalo. Chứ khi mà trả lời mọi người ở trên YouTube thì YouTube người ta nó sẽ giảm cái tương tác. Giảm tương tác của kênh, giảm tương tác của video. Ok, em ra đây. Ba đứa ra đây. Ba đứa tập trung ở cùng một chỗ. Quấn nhau một tí.